Rồi em xin chào quý anh chị cô bác nha. Rồi số hôm nay em bán dây số trên quốc lộ 24B ở đầu 12 thôn Quang Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Ở gần anh cắm cái xanh đường và nhân và cái xanh đường và nhân qua đường ở gần cái xăng Quang Bình Tịnh Đông nha anh chị. Rồi thì hôm nay thì cũng tiếp tục ngày hôm nay em sẽ lên sóng số cho anh chị. Hôm nay số thứ tư Khánh Hòa, hôm nay thì số nó cũng ít nha anh chị, em không được số nhiều nha anh chị. 30/8/2023 thứ tư nha anh chị. Rồi thì số đầu tiên con số 81.000 con ốc, tịch con ốc là 81 nha anh chị. Rồi số 90 là tịch con rồng nàm nha anh chị. Đó, 72 là con rắn nha anh chị, 72 con rắn lớn nha. Rồi con 63 là con khỉ. Đó, con số 17 là con họa, con lọt đài vậy nha anh chị. Rồi tới cái con 26 là con rồng bay nha anh chị. Đó, tịch con rồng bay. Đó, ngủ mà than rồng bay nha anh chị. 35 là con dê nha anh chị, 35 là con dê nha. Đó, đâu có tiếp tục là con số 44 con công nha anh chị, con 44 là con công nha. Rồi cái đài Đà Nẵng này cũng thứ tư ngày 30/8 luôn nha anh chị. Đó là con 36 là bà vải nha anh chị, bà vải đó. Đó là bà bà quả bà vái nha anh chị. Rồi số 91 là con chó nha anh chị, 91 là con chó nè nha anh chị. Đó, tịch con chó nha. Đó, không tóm gần hôm là con thỏ nha anh chị. Đó, tịch con thỏ nha. Rồi em quay lại nè, 81 nè, 90 nè, 72 nè, 63 nè, 17 nè, 26 nè, 35 nè, 44 nè, không tóm nè. Đó, còn hai đây là Đà Nẵng nè, còn cái này là Khánh Hòa nha anh chị. Rồi Đà Nẵng 91 và 36 nha anh chị. Rồi để em đưa số tài khoản cho anh chị nha. Rồi Vi Ngọc Tài nè anh chị, 0968 634712, ngân hàng ID Bank nha anh chị, 451220 527 3226 nha anh chị. Đó, rồi Vi Ngọc Tài nha anh chị. Đó, có gì anh chị mình mua số cứ liên hệ với em nha anh chị. Đó, liên hệ có gì nhá máy, rồi em kết bạn Zalo, em gửi cái chụp hình, gửi cái tài vệ số cho anh chị, em giữ bỏ vô cái xét khóa lại cho anh chị nha. Đó là cái bằng chứng nha anh chị. Đó, và khi vô dịch thành công anh chị gửi tiền chuyển khoản cho em, em gửi cho anh chị và bố là vô dịch thành công. Đó là có em, là em có trách nhiệm. Đó, anh chị có trách nhiệm, mọi rủi ro là em có trách nhiệm nha anh chị. Với số em bán là ngay ngon, số nhà nước đàng hoàng không giả nha anh chị, anh chị yên tâm nha. Em có trách nhiệm, em có ba cái xét này em bảo vệ cho anh chị rất là ngay ngon nha anh chị. Đó, anh chị yên tâm. Đó, nhà em tuy nghèo vậy thôi. Đó, nhưng mà thì nói gì cho 2 tỷ. Đó, nếu đặt với số 2 tỷ thì vẫn có thể, đó, vẫn có thể đền bù cho anh chị được nha anh chị. Rồi anh chị yên tâm nha. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha.